có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 theo nghị định 117 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định về xử phạt từ 1 triệu cho đến 3 triệu đồng đối với các hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch. Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này mới có khoảng 600 người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Trước tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên không ít người dân vẫn còn chủ quan coi nhẹ việc đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sự vào cuộc tuyên truyền của các cơ quan chức năng và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sẽ góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.